Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta trở về với cái khung cảnh của phép lạ mà Đức Giêsu làm cho 10 người phong hủi được chữa lành. Thưa anh chị em, phong hủi ngày xưa ấy, nó bị đối xử tàn tệ hơn bây giờ nhiều. Anh chị em ở đây đã có ai tiếp xúc với người phong hủi chưa? Ở Thái Bình có trại phong Văn Môn. Trại phong Văn Môn quy tụ lúc đầu trên 1.000 anh chị em mắc bệnh này. Có những người ở đó tới 70 năm, gia đình không một ai đến thăm viếng. Lúc chết là trại phong phải lo hậu sự, chứ gia đình cũng không nhìn nhận. Họ bị đối xử phân biệt như vậy. Nhưng mà thời Chúa Giêsu nó còn phân biệt nhiều hơn cơ. Người phong hủi bị coi là ô uế, bị tách ra khỏi đám đông. Và đi ra ngoài, họ phải lấy cái khăn che cái râu này. Một tay họ ấy rung chuông và hô lên: ô uế, ô uế, ô uế, để tất cả những ai thấy họ là phải tránh xa. Nếu ở gần họ, chạm đến họ đều bị coi là ô uế, và ô uế thì không thể vào nhà thờ được, không vào hội đường Do Thái được. Thế thì hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa Israel và Samaria. Samaria và Do Thái là hai dân tộc kình địch nhau. Vậy mà những người phong hủi bị đôi bên đẩy ra lìa đường thì họ lại liên kết với nhau. 10 người phong hủi, trong đó có người Samari, còn 9 người là người Do Thái, 1 người là người Samari. Vậy mà họ bất chấp cái hận thù dân tộc để họ sống chung với nhau. Người ta phải đặt vấn đề, phải chăng khi người ta gặp gian nan khốn khó, người ta dễ liên kết với nhau hơn? Nên người ta mới nói cái lũ lụt ấy, cái thiên tai ấy, cái khó khăn ấy, nhiều khi nó dễ chia sẻ và gần gũi nhau. Thời chiến tranh cũng vậy. Thời chiến tranh đất nước bị tàn phá thì người ta lại gần nhau hơn. Hay nói gần hơn, ngay trong gia đình anh chị em thôi, chúng ta cũng thấy khi mà người ta còn cơ hàn, vợ chồng phải lo bữa tối mất bữa sáng, thì dường như vợ chồng đoàn kết yêu thương nhau lắm. Có một bơ gạo thổi ra nấu lên, chồng nhường cho vợ, vợ nhường cho chồng. Nhưng đến lúc mà làm ăn nên làm ra, đại gia rồi thì không bao giờ ngồi ăn cơm với vợ. Cuộc sống nó bị chia rẽ nhau. Và cái 10 người phong hủi này cũng vậy. Lúc cơ hàn họ gắn bó với nhau, nhưng đến lúc được chữa lành thì đôi ngả chia ly. Chỉ có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa thôi. Tôi nhìn nhà thờ Tân Thái Sơn hôm nay, không biết tôi nghĩ nó có đúng không. Bình thường ở trong các nhà thờ, đàn bà và trẻ em thường đông gấp đôi, gấp ba các ông. Nhưng nay ở nhà thờ Tân Thái Sơn
thì các ông lại đông hơn các bà. Không biết anh chị em có đặt vấn đề hay không? Tôi đặt vấn đề. Người ta thì nói thế này: ở nhà tù thì đàn bà và trẻ em ít hơn đàn ông, nhưng ở nhà thờ thì đàn bà và trẻ em đông hơn đàn ông. Nhưng hôm nay Tân Thái Sơn thì ngược lại. Tôi không biết rằng có phải là bởi vì những người đàn ông ở đây đạo đức hơn người đàn bà không, nhưng mà tôi nghĩ chắc là khi Phú Đồng có mấy chục gia đình thôi, 20 gia đình, chả lấy đâu mà đông, số còn lại toàn là khách hết. Phải chăng khi đi dự cái này thì toàn các ông được đi, còn các bà phải ở nhà làm bếp, coi con, coi cửa hàng? Tại sao các ông không mời các bà đi cùng nhỉ? Hai người phải một người ở nhà chắc chắn. Tại sao trong một cái cuộc lễ như thế này cả hai vợ chồng đi nó có phải nó đẹp không? Các bà đỡ phải gọi điện thoại cho cha đặc trách: nhà con đi đâu từ sáng giờ không thấy về. Có đúng vậy không? Đấy là một vấn đề chúng ta đặt ra. Mà đi đâu nó có vợ có chồng nó hay lắm, không có đôi ngả chia ly. Tôi vẫn nói tôi sang bên Hàn Quốc, tôi thăm anh chị em di dân bên đấy, tôi bảo là tốt hơn hết đưa vợ sang đây hoặc chồng về nhà đi. Chồng một nơi, vợ một chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Đi đâu nó có nhau cùng tạ ơn Chúa. Hôm nay tôi vui mừng vì Phú Đồng liên kết được với quê hương mình. Đây là điều rất đẹp đẽ. Đi đâu chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay nói chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ở nhà cũng tạ ơn, vào trong này vẫn cứ tạ ơn để hướng về quê hương mình. Đấy là điều rất tốt đẹp. Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người. Không phải những người không đến nhà thờ là Chúa không ban ơn. Ban ơn hết. 10 anh phong hủi hôm nay được chữa lành hết đấy chứ. Chứ đâu có phải 9 cái ông kia không được chữa lành đâu. Không phải 9 ông kia không trở lại tạ ơn. Chúa báo thù, Chúa bảo mày, mày không lại tạ ơn, tao cho mày hủi gấp 10. Không, Chúa chữa lành hết. Nhưng riêng anh người ngoại đạo này được một cái ơn trọng đại mà những anh khác không được. Đó là ơn đức tin. Ơn đức tin là ơn trọng đại nhất hơn tất cả các ơn. Các ơn về phần xác, khỏe mạnh, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý, nó là cái ơn tự nhiên. Và ơn tự nhiên này đôi khi nó còn có cái mặt trái của nó như chúng ta vừa phân tích. Bình thường vợ chồng gia đình đoàn kết yêu thương nhau, nhưng giàu có lại có nguy cơ, chúng ta nói nguy cơ thôi không phải tất cả nha, lại chia rẽ nhau. Do vậy cái ơn tự nhiên này tất cả mọi người Chúa ban hết. Nhưng ơn đức tin là ơn gì? Là ơn được rỗi linh hồn, được hưởng vinh quang với Chúa, là ơn trọng đại nhất chúng ta cố gắng giữ lấy. Và Phú Đồng hôm nay, những người có mặt tại đây, chúng ta nhận lãnh được ơn đức tin, hãy cố gắng sống tâm tình tạ ơn. Nghĩa là đến với Chúa để tăng thêm đức tin, để trở nên những ngôi nhà thờ sống động. Lúc đầu lễ, người dẫn chương trình có nói cái giá trị của nhà thờ. Nhà thờ Tân Thái Sơn này giá trị lắm, xây mấy chục tỷ.
nhưng cũng không bằng tâm hồn một con người. Một con người có giá trị hơn cái nhà thờ này nhiều. Đến nỗi Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà mất một linh hồn thôi nhá, thì cũng không được ích gì. Do vậy, mỗi anh chị em hay là đền thờ của Thiên Chúa, nhà thờ di động, sống tâm tình bác ái ngay trong gia đình trước đã. Chớ làm phúc nơi nào để bờ ao rách nát. Quan tâm đến chồng, quan tâm tới vợ, quan tâm tới con, quan tâm mẹ anh chị em mình. Trước đã, đó là loan báo tin mừng cho những người chung quanh, mà quên rằng mình phải là tin mừng cho vợ mình là tin mừng cho chồng mình là tin mừng cho con mình. Tôi phải là tin mừng. Chúng ta tạ ơn Chúa có những anh chị em đã đóng góp rất nhiều. Và cái tên Phú Đồng, hôm nay tôi được nghe cha Sở ngài kể lại cái gốc tích của xứ Cam Châu tại Thái Bình, chứng tỏ ngài luôn nhớ tới quê hương, ngài luôn có cái tâm huyết với quê hương, với nhớ lịch sử của giáo xứ quê ngoại của ngài, chứ chưa phải là quê nội. Quê nội ở Thọ Cách, quê ngoại ở Cam Châu, mà ngài lại có cái tên đệm là Hoàng. Tôi nghi cứ có họ nhà tôi nhà không đâu, vì mẹ tôi họ Hoàng mà. Cha xứ đệm tên này có ghi Cam Châu, vì quê ngoại tôi cũng ở Cam Châu. Thế thì Phú Đồng là cái gì? Thưa anh chị em, không biết mấy ông đây có biết Phú Đồng là gì không ấy? Phú Đồng trước đây là một cái sở của tòa giám mục. Nơi đó người ta trồng lúa để cung cấp cho tòa giám mục và chủng viện, nên gọi là Phú Đồng. Phú là nhiều, đồng là đồng ruộng. Phú Đồng, nơi đó có nhiều đồng ruộng để cày cấy, để chăm bón, để có gạo, có thóc cung cấp cho tòa giám mục và chủng viện Mỹ Đức thời đó. Thế chúng ta cũng chả dám, bây giờ tôi cũng chả dám xin Phú Đồng mỗi năm cung cấp cho tôi 70 tấn lúa đâu, không có, tôi không xin. Nhưng mà xin anh chị em cung cấp cho đời những hạt lúa của tâm hồn mình, những bát cơm của tâm hồn mình, những thúng thóc của trái tim mình, thì ở đâu chúng ta cũng tạ ơn Chúa và không hổ thẹn là người Phú Đồng. Nghĩa là từ nơi đó cung cấp lương thực, thực phẩm cho những người cần thiết. Lương thực, thực phẩm ở đây không phải là thóc gạo, nhưng là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Nên hôm nay nhân dịp anh chị em hướng về quê hương và mời rất nhiều các khách mời tới đây và cùng vui mừng vì chúng ta có ban điều hành đồng hương Phú Đồng tại miền Nam này. Xin kính chúc anh chị em Phú Đồng luôn luôn là một cánh đồng lúa chiếu vàng trong tâm hồn mình, để đem tình yêu Chúa và ân sủng của ngài. Vì cái năm mục vụ tới, thư của Hội đồng Giáo mục Việt Nam là cùng nhau loan báo tin mừng, và mỗi người chúng ta đến nhà thờ trở về hãy trở nên tin mừng cho người khác. Mong được như vậy. Amen.